Trong 24 giờ qua, Nga cho biết đã nắm quyền kiểm soát một tiền đồn quân sự của Ukraine, trong khi Ukraine cho biết lực lượng của họ đã tấn công một trung tâm hậu cần của quân đội Nga. Theo những cập nhật mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng nước này đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Ukraine ở thành phố Avdiivka và các hướng khác. Quân đội Nga giành quyền kiểm soát khu trại quân sự có tên Bobeda trên hướng Donetsk, đồng thời phá hủy các trang thiết bị và cơ sở vật chất của Ukraine như xe tăng, xe bọc thép chở quân, pháo binh, hệ thống tên lửa phòng không và các căn cứ tác chiến điện tử. Lực lượng phòng không Nga cũng đã bắn hạ nhiều tên lửa. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua đã xảy ra 81 trận giao tranh ở khu vực tiền tuyến và quân đội Ukraine đã đẩy lùi 66 cuộc tấn công của Nga theo 6 hướng phía ukraine cho biết quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhiều khu vực tập trung binh sĩ và thiết bị quân sự hệ thống phòng không trung tâm hậu cần cũng như các vị trí điều khiển máy bay không người lái của nga